Khỏe không? Có chứ. Đang làm gì đây? Anh đưa đến lâu quá không quay phim rồi. Còn nhớ khán giả của anh không? Có chứ. Ừ. Cháu thứ là cho các bà nhá, cho chị khán giả của anh Hiền nhá, cho các anh các chị nhá, cho tất cả mọi người nhá. Ở đây mưa bao lâu? Một tuần không ngớt tí nào. Dưới bọn anh thì cứ ngày mưa ngày nắng, ngày mưa ngày nắng. Mưa đá nữa, đây có mưa đá không? Có đấy. Có mưa đá, mưa gió. Ờ. Đây là làm cái gì đây? Bếp à? Ngọt bếp. Sắp tự làm đấy. Ngon rồi. Dọn ra sạch sẽ rồi. Chuẩn bị tinh thần ngày mai là lợp mái nhé. Tuy nhiên thì công việc để lợp mái đó là gì? Em sẽ phải chuẩn bị điện. Điện ở đây hàn được không? Anh nói đùa thế thôi. Chia sẻ với chị khán giả, hiện tại thì cháu Hiền đang ở đây rồi. Và cũng chuẩn bị tổng kết và bàn giao căn nhà trực chứ. Hôm nay thì anh em mình đến để chia sẻ cho mọi người biết vì sao trong suốt hơn một tuần vừa qua, hiện tại mái nhà vẫn còn trơ trơ, chưa có gì cả. Đấy, mặc dù là sân vườn các thứ, hành lang bên ngoài em Sứ đã dọn rất là sạch sẽ rồi. Và thời điểm hiện tại thì em Sứ đang dựng nốt căn nhà bếp ở bên cạnh này. Đấy, rất là không gian rất thoải mái, một căn nhà có vẻ rất là hợp lý rồi. Ở bên trong thì có đủ công năng, phòng ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh, bếp nấu nướng. Ở bên ngoài này thì em Sứ đang thiết kế là ở cái nhà bếp. Chứ anh dặn em một chút nhé. Ngay chiều nay, bây giờ tranh thủ hôm nay nó nắng, không biết tối nó có mưa không, nhưng mà ngay đầu giờ chiều nay em trộn cho anh một ít vữa. Vữa là bột xây ấy, bột cát ấy, bột cát để bít những lại những cái lỗ khoan này nhé. Những cái lỗ để bít trong xoa phẳng những cái tường nhà của mình cho nó đẹp. Được chưa? Đấy. Hôm nọ thì anh Duy có đến tiến hành lợp mái, tiến hành làm khung để bán mái cho anh em mình. Tuy nhiên thì làm đến khoảng mấy giờ chiều là máy hỏng nhỉ? Đấy, khoảng 4 giờ không? 3-4 giờ gì đấy. Thì muộn rồi, là không làm được nữa. Tức là từ hôm đến giờ cũng không có thời gian để mang máy ra ngoài sửa, hay là mưa quá không đi được. Mưa quá rồi. Bây giờ tận dụng nắng rồi thì chiều nay sau khi biết xong cái này thì sáng ngày mai chở máy ra. Sẽ phải mang ra sửa tạm. Đấy. Mang ra sửa tạm thì nếu mà được thì sẽ tiếp tục chạy, còn không thì chắc là cũng chỉ sắt vụn thôi. Con này thì đã từng đi sửa 2 lần rồi. Mỗi lần là 600, anh Duy sửa cho mọi người ạ. Thì đấy, đây là một trong những lý do mà đến thời điểm hiện tại chưa xong mái. Chứ không phải anh em mình không muốn hay là anh em mình làm chậm đâu. Hôm nọ thì khi mà bắn nẹp các thứ thì chắc là chậm cũng quay kỹ cho các bác rồi. Hiện tại là còn một vài cái móc ở bên này là chưa hàn được, bởi vì đến đoạn đấy thì nó hỏng, máy hỏng mất rồi. Nhà này thì bắn chắc chắn hơn, rút kinh nghiệm từ nhà chị Sùng. Đúng là phải có bài học thì anh em mình mới rút ra được. Nhà chị Sùng thì cũng đều móc những cái móc, nhưng mà chỉ một móc thôi. Thứ hai là cái khoảng tây này thì nó có cái khoảng trống hút gió rất là to, vậy là nó bị lật. Còn nhà đối với nhà Chứ thì ở ngay cái sườn đồi, như vậy là anh em mình móc hai bên luôn, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, và tất cả những cái tường này đều móc hai bên hết nha mọi người nhé, để cái đòn tay ngang này có thể chống chọi với thời tiết cực kỳ là chắc chắn. Đó. Lấy nước ra đây đi, ngồi đây cho nó mát, ngồi tâm sự một tí để anh giao việc cho, và sẽ trao đổi công việc trong những ngày tới xem là nó như thế nào. Hiện tại thì cửa thì cũng đã hoàn thiện rồi, bây giờ cái lo nhất là cái điện thôi. Thằng em Chứ thì có bảo là mưa liên tục hơn một tuần và không có xe để đưa máy ra nữa thì anh rất là thông cảm thôi, nhưng mà mình nên chủ động một chút. Anh nói thế này, tức nghĩa là làm nhà cho mình ấy, thì có những cái khó khăn em cũng phải chia sẻ với anh. Không phải một mình anh làm hết được đâu, anh cũng còn rất là nhiều những cái hoàn cảnh, rất là nhiều những cái bà con đang cần anh đến giúp đỡ nữa. Thế nên là bây giờ nó xong như thế này rồi thì em có thể hỗ trợ anh, ví dụ như là bếp thì chắc là em tự làm rồi.
mà cái máy nổ chẳng hạn em có thể em trở ra hết ngoài bao nhiêu, hết bao tiền xăng hoặc sửa hết bao nhiêu anh khắc chi, lại trích tiền mình chi thôi. Tại vì làm nhà mình thì đúng mình chịu với trả hay chịu cả. Chứ anh không thể anh tự lên sau đó là anh lại mang máy ra sửa xong anh lại mang lên làm cho em, xong làm xong anh bàn giao xong em chỉ biết vào ngủ thì cũng không phải. Nhớ. Đương nhiên là em có những cái khó khăn nhưng mà anh nói rồi, cái gì không biết hoặc là chưa biết mình có thể điện cho anh Hiệp một câu để anh Hiệp anh biết mà chỉ bảo cách làm. Đó. Chứ bây giờ em ở một tuần như thế này em cũng xót ruột chứ đúng không? Đúng rồi. Nhà mình làm xong thì mình cũng muốn ở, ít nhất là lợp xong mái thì cửa chưa lắp mình vẫn có thể ngủ bên trong thoải mái không vấn đề gì. Đấy. Cứ mang máy ra. Hôm nay ngủ ở đây hai cái bán này bảo có mua vật ớt hết tầm. Khổ không? Có. Thế thì phải chủ động. Nói chung là thứ nhất là anh đánh giá sau một tuần là gì, nhà cửa biết dọn dẹp sạch sẽ, biết chủ động làm bếp là anh mừng rồi. Tuy nhiên thì những ngày mưa, những ngày không có xe đi thì anh cũng không trách, nhưng mà bây giờ nó hừng nắng và mình tranh thủ nhé. Thứ nhất là trông nữa em trộn cái bữa như dùng cái cáp chát đi. Em bít hết lại những cái lỗ mà cái khoan, chỗ nào hở, ví dụ cái chỗ đòn tay này hở mình cũng bít vào. Làm đẹp nhà em thôi, không phải đẹp nhà ai đâu. Bít vào không mai anh Duy anh lên anh lợp vào thì không bít được nữa. Đúng. Bây giờ tranh thủ chưa lợp thì mình bít hết vào, chát đẹp vào. Càng kín thì nhà mình được càng lâu. Đấy, thứ hai là nó càng đẹp. Đây là việc thứ nhất. Thứ hai là nếu chiều nay chở ra được luôn thì chở, còn không thì sáng mai chở cái máy ra sớm để anh sẽ mang ra tiệm người ta sửa. Còn nếu sửa được thì được, còn không được thì anh cũng chưa biết phải làm thế nào. Nói thật với quý khán giả là bây giờ máy mới thì nó có đấy, nhưng mà nói thật là cả cái mặt bằng Huỳnh Thanh Minh này trong địa bàn thị trấn bây giờ không biết là có nổi một hai cái máy nổ hay không, bởi vì bây giờ người ta hiện đại hết rồi, toàn dùng điện hết rồi, không ai dùng máy nổ nữa cả, nên là anh không thể mượn được máy để lên, chứ không phải là anh không mượn. Đấy, cơ khí người ta thì chỗ nào người ta cũng toàn điện hết rồi, bây giờ người ta cũng không cắm máy nổ đâu, rất là khó tìm, nên là mình có cái máy cũ này thì mình hỏng thì mình cố gắng sửa một chút chạy được để làm xong thì mình tính tiếp. Anh rất là mong từ lâu rồi, mong là có một cái máy nổ mới hoặc là một cái máy nổ mà còn chạy tốt mà ăn tiết kiệm xăng một chút để mình còn làm những công trình phúc lợi cho bà con. Đấy. Thì hôm nay lên chỉ có hai việc như thế thôi. Những cái dọn dẹp, những cái dọn dẹp thì anh đã nói thì làm tốt như thế này được rồi. Thời gian này làm gì ở nhà làm gì? Nhà bếp đất sang bạc. Bếp thì tính là lấy cái gì lợp? Bếp thì không có bếp bằng đâu. Bằng đâu, tại vì mình không nấu nướng ít thôi mà. Ôi, nhưng mà điện của mày không nấu được cơm thì khó lắm. Thôi thì điện thì không nấu được lắm. Lấy chị. Dùng củi thôi. Dùng củi thì sẽ phải dựng bếp ở ngoài. Được. Nhà này thì không sơn gì đâu nhá. Sơn thì sau này em khỏe em đi làm thì người ta thích sơn màu gì thì tự sơn. Còn anh xây khung cứng láng sạch sẽ khang trang như thế này là quá tuyệt vời rồi. Sạch như này đỉnh rồi. Quá đẹp rồi đúng không? Nhà người Mông cứ phải làm như thế thì nó mới tiến bộ được, không phải cứ có cái chồng cái cột lên làm cái gì nó thứ nhất là nó chật cái nhà ra, thứ hai là nó xấu. Đúng rồi. Mình nói về thằng anh làm cua lúc làm mang thì lúc chết tính sau. Bao giờ mày chết anh lên anh dựng cho mày cái cột xong là treo cái trống vào cái gì đúng không? Đúng phải không? Lúc đấy tao phải làm cho được không? Lúc đấy anh khắc lên anh trồng cái cột tre và không treo cái trống vào cho mọi người nhảy múa khắp nhà như vậy. Được chưa? Được. Thế còn hai tấm tôn hỏng thì bây giờ làm nào? Lợp vào, vẫn lợp với cũ rồi. Hỏng như này đầy được không á? Đâu anh không có tiền mua nữa, bây giờ làm nào? Bây giờ làm nào các bác? Cháu Hiệp không biết bây giờ hai tấm tôn hỏng này làm được. Hay là chỗ đấy không lợp nữa, kệ nó mưa gió, sụt vào nhà kệ.
Những lần nào em thì em không có, hay có thì em chẳng mua mà em không có. Bây giờ em có bao nhiêu tiền? Em không có đứa mà thì mua sắt. Bố phải mà không có tiền bố phải mua. Mua sắt về nên vun rồi mà còn chưa có tiền mua đạn. Vâng. Thế thì bán nương đi, lấy tiền mua đạn về chơi phòng chồng mua. Không có thì bán. Thế thì tôi trả lợp nữa, không có thì không lợp nữa. Tôi thấy đâu mà chiều anh về anh đặt là 2 tấm ở Hà Giang lên. Mai lên lắp cửa các thứ để cho kèm xe lên nhỉ chưa? Vâng. 2 tấm đấy phải chi thêm tiền 2 tấm đấy nhé. Ông mấy nữa lại bảo anh ăn mất 2 tấm của em rồi. Do là thời tiết thiên tai thì không ai mong muốn, nhưng mà cũng một phần do mình không biết bảo quản nữa. Vâng. Tiền nhà em chi khá nhiều đấy, những cái lặt vặt đấy, không đơn giản đâu. Tiền công có thứ anh giải hết rồi, tiền vật liệu giải hết rồi. Bây giờ thì công việc anh dặn còn nhớ, có những việc gì còn nhớ không? Còn tiền nước. Tiền nước à? Ừ. Tiền nước bao nhiêu đấy? Tiền nước thì... tiết, ba tiết, điện, nhiệt điện. Một triệu dưới. Một triệu dưới à? Ừ. Để em phải nói chuyện với trưởng thôn. Ừ. Anh thì anh không có tiền mua nước đâu, hoặc anh nói thế. Làm gì có chỗ nào trưởng thôn lại đi để ăn của dân từng cái đồng tiền bơm nước một mệt quá. Nhà nó chạy bơi, nhà nó chạy lấy tiền. Bây giờ nhá, trước khi anh về anh dặn này, thứ nhất, trong chiều nay tranh thủ trời nắng, tối nó lại mưa thì rất là khó. Phải bít hết cái lỗ mà, cái lỗ đòn tay lại bít hết cho vữa, và bít xong là lấy cái xốp cũ của anh em thợ ấy xoa cho nó phẳng như này nhé. Vâng. Không phải bít vào xong nó lồi lõm ra xấu lắm. Đúng. Đẹp hay xấu là do em thôi. Vâng. Nhà của em không phải nhà của anh, nên anh dặn như thế mà không làm được thì thôi. Đấy, thứ hai là chở máy ra trong chiều nay, đi đường thì để ý một tí, hiểu chưa? Vâng. Đến thì bảo anh sẽ mang ra xưởng để sửa. Chứ bây giờ anh đi anh không thể nào anh chở đi chở về, đúng không? Tự làm cho em sạch sẽ hết cái thứ rồi. Anh không cần biết, tóm lại là chậm thì là chậm máy em. Nếu em không sửa được, không mang máy ra sửa thì em phải tìm điện cho anh, để anh hàn, anh bắn. Bây giờ cái quan trọng nhất là cái hàn xong thôi. Còn cái bắn ấy thì người ta có máy điện, máy pin rồi. Cái quan trọng nhất là cái hàn, hiểu chưa? Cái hàn điện to. Còn máy bắn vít các thứ thì cháu Hiệp cũng đã xin được một bộ rồi. Đấy, nên là máy vít các thứ anh em thợ cơ khí người ta có máy pin thì mang vào bắn là xong. Kể cả cửa cũng có máy khoan pin rồi làm được hết. Nhưng mà cửa cũng vẫn phải hàn. Hàn cái mối đấy với cái khung cửa đấy mới chắc. Đấy. Nên là cần hàn là hàn mái này. Và hàn cửa một tí. Chứ còn không thì bọn anh làm xong lâu rồi. Đúng. Nhá. Đấy, nên là cũng rất là bất ngờ. Hôm nay rất là bất ngờ bởi vì là em chứ khắc chủ động làm được cái bếp, khung bếp rồi, bây giờ chuẩn bị là làm nữa là xong. Bạn dò như thế thôi nhé. Vâng. Giờ đi tham quan cùng qua nhà một tí xem có cái điều gì sau từng ấy thời gian không. Nói chung là nền là tự biết làm sạch sẽ, vuông vắn như thế này là tốt rồi. Đất này đất mượn nên là cứ tôn vào đi, nó lún mình lại tôn, lún lại tôn. Đấy, anh lại bắt đầu thấy mưa rồi đấy. Bắt đầu thấy mưa lớt phớt vào tay rồi đấy. Chỗ này chủ động đào rãnh đi. À, không cần đâu, cái rằng móng nó cao hơn rãnh mười mấy phân gì mà. Yeah. Đào được thì tốt em thôi, nhưng mà như anh thì anh lười thì anh nói thế. Không thì đào được thì tốt quá. Đây. Bây hiện tại còn mấy cái móc bên này là chưa hàn xong, do vậy là không bắn được mọi người. Không thì anh em mình cũng đã bắn xong cái công trình nhà cũ rồi. Mọi người cũng đừng trách nhé, bởi vì là thời tiết với cả là cái điều kiện anh em mình như vậy thì chấp nhận thôi, biết làm thế nào. Nhưng mà cam kết với quý khán giả và mọi người rằng là trong ít nhất 2 ngày nữa là anh em mình sẽ xong cái nhà cho chứ, kể cả cửa lẫn mái. Đấy. Tuy nhiên thì sau video này thì rất mong là anh em mình sẽ nhận được một cái máy nổ
máy nổ, máy điện này, máy phát điện này. Thì nói luôn là anh em không xin đút túi hay là không xin làm cái cá nhân đâu, mà là xin để phục vụ cho những cái công việc phúc lợi, làm giúp bà con thôi. Công trình nào cũng mang đi, công trình nào đâu không có điện thì mang đi. Ở khu vực này chẳng hạn. Bây giờ hoa màu đã tươi tốt hết rồi, cây chanh bây giờ lá chanh phát triển rồi. Trong nhà chuẩn bị là thịt gà để có mấy anh Hiệp đi chứ còn gì nữa. Đúng không? Đây, cỏ các thứ là xanh mướt hết rồi. Lại mưa rồi, anh lại thấy mưa rồi. Đây dùng cái bột này nhé, dùng cái bột này trộn với vữa xong rồi bít, bít xoa đẹp. Càng đẹp thì nhà mình càng xịn. Cẩn thận nhá, trèo cẩn thận nhá. Không này để phông này để bảo anh Hiệp bắt lên làm nó ngã không được đâu. Đi cẩn thận, không thì dùng cái thang lên cũng được. Đây lại bắt đầu mưa rồi, anh thấy mưa lại lớp vớt lớp vớt đây. Thế, lại mưa rồi. Nó mà lại mưa trong mấy ngày nữa thì lại treo dở dang mấy ngày nữa. Anh em mình cũng muốn làm nhanh, tuy nhiên thì mùa tính thì không bằng trời tính. Cho nên các bác có chuyển cho anh em một cái tip thôi. Còn hàn cái khung mái hiên nữa cơ, là không phải đâu. Đây em thấy chưa, bây giờ thấy cái lợi của việc đổ cái ô vang này chưa? Thấy chưa? Thấy rồi. Ờ. Làm cái này mua không gọn nhà. Thế à? Thế bây giờ anh đập đi nhé. Được rồi. Thế sao em bảo không làm? Em thấy cái gì anh nói là nó đúng hay là anh nói được? Anh chỉ muốn làm tốt cho bọn em thôi chứ anh không có một cái ý gì cả. Phía trước thì anh em mình có mái hiên như vậy là không làm ô vang, còn bên này thì là úp sườn như vậy là có ô vang ở bên một cửa phụ và một cái bếp. Mưa như thế này nó sẽ không hắt trực tiếp mà nó không ảnh hưởng đến cái vào bên trong nhà cửa. Anh bảo em làm những cái tốt thôi. Gạch này có bán được không? Gạch này đi họ nhưng mà không có ai mua không? Hay là tí nữa anh bảo phó nhỉ, phó chở vật liệu, nó cũng chuẩn bị làm nhà này. Bán cho nó thì chuẩn bị làm nhà. Thì nó cũng bảo mấy nữa nó gom góp tiền thì chắc sang năm nó làm chẳng hạn. Thì mình bán để mình lấy cái tiền này mua thêm hai cái tấm tôn gì, hai cái tấm hỏng hát hát hết rồi. Được đó, bảo nó lấy thì nó phải lấy tận nó đi. Ừ. Thì mình lấy tiền mình mua bùa hai cái tấm tôn như hỏng chưa? Được. Nhà này là sẽ lợp bạt thôi đúng không? Được. Còn láng không? Còn láng sạch sẽ có đấy. Xi măng các thứ là vẫn ok chứ? Có tranh thủ mà làm đi, không bên nó chết hết thì không làm được đâu. Tranh thủ nó còn ít nắng như này, tranh thủ này không là nó mưa là nó cứng nó chết hết. Cho hết vào láng thì sạch sẽ đi, khuôn viên. Nhưng mà láng nhớ là láng gốc xuống, đừng có láng phải đi, nước lại ngập ở trên kia lại. Được. Như vậy thôi, khi mà hoàn thiện cửa và hoàn thiện mái rồi thì anh em mình sẽ bắt đầu lắp điện nước để chuẩn bị bàn giao cho em Chứ vào ở và tiếp tục triển khai những cái căn nhà tiếp theo. Và hiện tại thì cháu Hiệp cũng đang kêu gọi cho hai mẹ con ngủ trên chuồng bò kinh phí để làm nhà khoảng 60-70 triệu. Như vậy là quý khán giả xem đều có thể phát tâm thông qua kênh Tam Giác Mạch. Hôm nay thì anh em mình đến để chia sẻ sau hơn một tuần tại sao không lên sóng video, lý do vì sao và nhà Chứ hiện tại như thế nào, thì chia sẻ với quý khán giả là trong ngày nay ngày mai thì sẽ hoàn tất những cái hạng mục còn lại này. Lý do cho đến thời điểm hiện tại chưa thi công được là trời mưa hơn một tuần và máy nổ hỏng, không có máy phát điện, chưa sửa được. Em Chứ thì không có xe, cũng như là mưa không đi đâu được nên là bị chậm thôi. Mưa thì không ai lên mái để mà bắn hay là dùng điện để mà thế này thế kia cả, nên là mong là mọi người hết sức thông cảm. Anh em mình rất là muốn làm nhanh nhưng mà mọi thứ nó không ủng hộ thì bắt buộc phải chấp nhận thôi. Bây giờ thì anh em mình xin phép dừng cái video này tại đây.